nên giờ chị nói thì chị cũng muốn đi về miền ấm ở gần cha gần mẹ, nhưng mà con chị giờ ba đứa con gái nó ở đây, nó có con rồi, bây giờ đi bỏ mấy đứa cháu cũng thương lắm chứ. Còn hai thằng trai chị đấy, chị một thằng về lớn chị sẽ lạc lõng lại đấy. Thì một thằng thì giờ nó ở Texas chỗ mẹ chị đấy, còn một thằng ở Denver, thằng mới gọi chị là thằng lớn ở Denver đấy. Đó, lớn rồi nó đòi đi mà chị còn không muốn cho đi, chứ đừng nói em con 4 tuổi mà để cho ba mẹ trông là em gọi là cách lòng á. Thôi em gửi ông ta đó thì tối đi rước nó em cứ khóc hoài à, em chịu không nổi. Thôi để ba mẹ giữ nó yên tâm. Nó được mình cảm giác là nó được thương đó, mình yên tâm. Được cha mẹ đây nó chưa tuổi đầy tháng của nó mà không có một người. Gia đình em không ai qua luôn. Tháng nó qua. Không sao đâu em. Mình sống ở chồng hạnh phúc là được. Thấy tội nó quá, em nói thôi cho nó về dưới đi. Bây giờ nó có bạn, có họ hàng. Đấy xanh bên này. Em bên này. Ồ vậy hả? Khá là bơn díu chị. Ồ vậy hả? Ông nội bên chú, chứ ai gặp mặt nó hết. Không ai thèm gặp mặt nó hết. Em không biết tu hành kiểu gì, em không hiểu. Thôi, em biết đâu. Không biết tu kiểu gì luôn, em không hiểu. Nhiều khi người ta, nhiều khi mấy người mà bên như lớn tuổi người ta cũng mâu thuẫn mấy cái chuyện tếu à. Cái đạo này em phải hướng về cái tốt. Phải nên hướng về cái tốt mới là tu, chứ không phải việc gì đi theo một cái đó. Nhưng mà đối xử như con người với con người cũng ra gì hết thì em không biết. Thì đấy, mẹ chị đến chị mà chị cái gì, mẹ chị cũng buồn vậy, ba chị cũng buồn vậy. Nhưng mà ba chị nói một câu như vậy, không sống được với nhau á thì chẳng thà một đứa nào sống một nơi, chứ đừng để mà sống với nhau mà tối ngày đánh đập như vậy. Đánh đập trọng thương luôn. Một lần chị bị đòn, ba chị đau. Đàn ông mà người ta đâu có lên tiếng nói đâu em. Không thương luôn. Không thương mà không lên tiếng nói, ba chị âm thầm. Ba em kiểu đó, âm thầm thương đi con đó. Mà âm thầm vậy thôi, không có nói gì. Mà ba chị đau, chị biết chứ vậy không. Tới khi mà đổ vẻ rồi, chứ là không mấy rồi, ba chị nói không. Nếu mà ông ấy thì mỗi đứa sống một nơi, cái mắt con mình ở như vậy, có ngày nó đánh trúng tội phạm, chết mất làm sao. Đấy, chị có gì ok em.